Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Hà Tĩnh, Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới VKVKF vừa tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu cho tổ tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẩy dựa vào cộng đồng và cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong thời gian 2 ngày, hơn 50 thành viên của tổ tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẩy dựa vào cộng đồng cán bộ vườn quốc gia vũ quang đã được các chuyên gia của tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới wwf truyền đạt lý thuyết và thực hành sơ cấp cứu gồm tổng quan về sơ cấp cứu và hồi sức cấp cứu sơ cứu đuối nước sơ cứu và chăm sóc các vết thương phần mềm sơ cứu vết thương chảy máu sơ cứu gãy xương đa chấn thương sơ cứu bỏng nước nóng nhiên liệu bỏng hóa chất sơ cứu ngộ độc nhận biết rắn độc và sơ cứu vết rắn cắn côn trùng cắn thực hành sơ cấp cứu tại hiện trường Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các nội dung về quy tắc ứng xử của lực lượng bảo vệ rừng trong thực thi nhiệm vụ, quy trình vận hành tiêu chuẩn an toàn khi làm việc tại thực địa, áp dụng cho hoạt động tuần tra, tháo gỡ bẫy. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị một số kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu để đảm bảo an toàn trong hoạt động tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy cho tổ tuần tra dựa vào cộng đồng, từ đó góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học có hiệu quả tại khu vực đây là một trong các hoạt động nằm trong dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học viết tắt là vfbc do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ cơ quan chủ quản là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ dự án phía trung ương là ban quản lý các dự án lâm nghiệp và về phía địa phương là ban quản lý dự án các tỉnh nằm thuộc vùng dự án tại hà tĩnh dự án đang triển khai ở năm thứ hai tập trung các hoạt động tại vườn quốc gia vũ quang